Tất cả chú ý. Sư đoàn 324, đoàn Ngự Bình là một trong những sư đoàn của quân khu 4 từng đứng trong đội hình quân đoàn 2, quân đội nhân dân Việt Nam. Các đơn vị tiền thân của sư đoàn 324 đều tham gia kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Liên khu 5, nay là quân khu 5, bao gồm hầu hết các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, một chiến trường khó khăn về kinh tế, bị quân đội Pháp bao vây, cách xa Trung ương, nhưng lại có vị trí chiến lược rất quan trọng. Chỉ huy là tướng Nguyễn Chánh, từ năm 1946 đến năm 1954, lực lượng vũ trang Liên khu 5 đã giữ và tiến công chiếm giữ được nhiều địa bàn quan trọng như Kon Tum, Bắc Gia Lai, Nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bắc Khánh Hòa. Sau thắng lợi Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết. Theo đó, cùng với các lực lượng vũ trang toàn miền Nam, lực lượng vũ trang Liên khu 5 tập kết ra Bắc. Ngày 1 tháng 7 năm 1955, Sư đoàn 324 được thành lập tại xã Chiêu Dương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, Sư đoàn di chuyển vào đóng quân tại Nghệ An. Một bộ phận Sư đoàn tách ra thành Văn Công Sư đoàn 324. Năm 1957, Văn Công 305, Văn Công 324, Văn Công Đoàn 120 Tây Nguyên sáp nhập và mang phiên hiệu Đoàn Văn Công Bộ đội Liên khu 5, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 324. Tháng 6 năm 1961, Sư đoàn 324 chuyển thành Lữ đoàn 324, giữ nhiệm vụ bảo vệ tỉnh Nghệ An chống lại tấn công miền Bắc bằng không quân và hải quân của quân đội Mỹ. Lữ đoàn 324 đã phối hợp với quân dân Nghệ An đánh 125 trận, bắn hạ 47 máy bay. Tháng 5 năm 1965, Sư đoàn 324 được tái lập và được cử vào Nam, trở thành sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân khu 4, mở mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị. Chiến dịch Mậu Thân 1968 tại mặt trận Nghi Binh thu hút và kìm chân địch tại Bắc Quảng Trị. Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 1 và một phần hỏa lực Trung đoàn đã cùng các đơn vị bạn tham gia bao vây đánh lấn Cồn Tiên, một căn cứ quân sự đặc biệt quan trọng
nằm trong tuyến hàng rào điện tử McNamara của Mỹ ở bờ nam sông Bến Hải, đã kéo được hầu hết lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và một phần sư đoàn 1 ngụy ra vùng Gio Linh, Bắc Quảng Trị. Trung đoàn 1 đã đánh viện nhiều trận, tiêu hao hàng nghìn sinh lực địch khi thủy quân lục chiến Mỹ và ngụy Sài Gòn hành quân nhằm giải tỏa cho cứ điểm Cồn Tiên. Cùng với chiến dịch Khe Xanh của sư đoàn 304, mặt trận nghi binh này đã thu hút kìm chân một lực lượng lớn quân Mỹ ngụy, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổng tấn công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam trong Tết Mậu Thân 1968. Để hỗ trợ cho mặt trận Huế, Trung đoàn 2 đánh chiếm thành cổ Quảng Trị, chi khu Hải Lăng. Trung đoàn 1 được lệnh từ Bắc Quảng Trị thọc sâu chiến dịch từ Vĩnh Linh qua Bến Hải vào vùng đồng bằng tỉnh Thừa Thiên, Bắc Huế. Mũi thọc sâu này đã thu hút bộ binh, xe tăng, hỏa lực mà địch tập trung rất ác liệt nhằm ngăn chặn đà tiến công của ta. Ngày 15 tháng 2 năm 1968, Trung đoàn 1 đã đứng chân tại Bắc Huế theo yêu cầu nhiệm vụ. Tiểu đoàn 3 bám trụ An Xuân, Kim Đôi, tạo bàn đạp để các phân đội tổ chức phục kích địch trên sông Hương, bắn chìm nhiều tàu, ngăn chặn tiếp tế đường sông từ cửa Thuận An vào Huế, khiến cho địch lúng túng. Từ sau mùng 5 Tết Mậu Thân, tức mùng 3 tháng 2 năm 1968, mặt trận Huế ngày càng ác liệt. Địch tập trung bom đánh phá mức độ cao vào thành phố Huế để tiêu hao lực lượng ta, chi viện cho xe tăng dẫn dắt bộ binh phản công. Ta và địch giành giật từng con nhà, từng góc phố, không được chi viện, không có hỏa lực. Vấn đề thương binh ngày càng khó khăn. Sức chiến đấu các đơn vị giảm sút, bộ đội ta hy sinh và bị thương ngày càng nhiều. Các mục tiêu lần lượt mất vào tay địch. Trước tình hình đó, ngày 23 tháng 2 năm 1968, các đơn vị chiến đấu trong thành phố Huế được lệnh rút lui. Lúc này, Trung đoàn 3 E90 nhận lệnh kìm chân địch giữ Tây Đường 1 tuyến giáp danh. Trung đoàn 1 tiếp tục bám trụ tại đồng bằng Bắc Huế ngăn chặn và thu hút địch. Trung đoàn 1 đã liên tục quần nhau rất ác liệt với sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ, quân ngụy Sài Gòn, tiêu hao kìm chân địch, hỗ trợ hiệu quả cho các đơn vị thu quân, giúp các lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục chiến đấu, tạo niềm tin trong nhân dân. Cuối tháng 3, Trung đoàn 1 được tăng cường tiểu đoàn 8 Trung đoàn 90 tiếp tục tấn công địch nhằm giữ thế trận ở đồng bằng. Do lực lượng mỏng, thiếu kinh nghiệm chiến đấu ở đồng bằng, sau 4 tuần, đến cuối tháng 4 năm 1968, tiểu đoàn 8 bị địch bao vây và tổn thất nặng nề ở làng Phước Yên, xã Quảng Tho, huyện Quảng Điền. Ngày 10 tháng 5 1968, sư đoàn kỵ binh bay số 1 Hoa Kỳ phối hợp quân ngụy có không quân, pháo binh, chi viện tổ chức lực lượng bao vây sở chỉ huy Trung đoàn 1, tiểu đoàn 2 và 5 đại đội trực thuộc tại làng Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Trung đoàn trưởng Võ Thế Đào, chính ủy Nguyễn Đàm đã chỉ huy bộ đội mưu trí dũng cảm phá vây thành công. Đêm 12 tháng 5 1968, bộ đội đã thoát vây an toàn. Như vậy, sau hơn 100 ngày hoạt động trong vùng địch, trung đoàn đã chủ động tấn công, liên tục cơ động, khéo léo bố trí thế trận, bẻ gãy các chiến thuật, tìm diệt, bủa lưới phóng lao, tát nước bắt cá của sư đoàn kỵ binh bay số 1 Hoa Kỳ, bám trụ kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cuối tháng 5, Trung đoàn 1 được lệnh thu quân, rút an toàn lên vùng rừng núi Tây Thừa Thiên. Một phân đội trinh sát do chủ nhiệm trinh sát Trung đoàn Lê Huy Mai chỉ huy quay lại đồng bằng để nắm địch, đánh địch và để tìm kiếm và tổ chức đưa thương binh ra khỏi vùng địch chiếm.
Câu chuyện về phân đội trinh sát nằm hoạt động trong vùng địch tạm chiếm sau chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 là khúc ca bi tráng về những anh hùng thầm lặng của Sư đoàn 324 đã được kể với những tình tiết và cảm xúc chân thật chạm đến trái tim người nghe trong hồi ký Từ Châu Thổ Sông Hồng đến Sông Hương Xứ Huế của Thiếu tướng Lê Huy Mai, nguyên phân đội trưởng trinh sát này. Hồi ký đã phát trên kênh Win Win Việt Nam. Trước tình hình quân giải phóng bị tổn thất nặng nề sau Tết Mậu Thân 1968, không đủ sức trụ lại địa bàn chiến lược, buộc phải ra Bắc hoặc phải trú quân trên đất bạn để củng cố, lực lượng địa phương còn lại rất mỏng. Mỹ, Ngụy đã tổ chức nhiều cuộc hành quân hòng xóa sổ các đơn vị chủ lực của ta. Địch tin và hy vọng rằng phải nhiều năm ta mới hồi phục để có thể mở những trận đánh lớn. Thực tế, chỉ đến tháng 5 năm 1969, Sư đoàn 324 với Trung đoàn 3 là lực lượng chủ yếu đã làm nên một A Bia lịch sử, khiến Lầu Năm Góc rung chuyển. Động A Bia còn được lính Mỹ biết đến với tên gọi Đồi Thịt Băm. Kỳ tích A Bia đã được cựu chiến binh Đại tá Hồ Hữu Lạng kể lại trong Trung đoàn Một Thời Chiến Trận, đã phát trên Win Win Việt Nam và được quý khán thính giả nồng nhiệt đón nhận. Tháng 7 năm 1970, với Trung đoàn 1 là lực lượng chủ yếu đã buộc Lữ đoàn 3 Sư đoàn Dù 101 của Mỹ tháo chạy tán loạn, bỏ lại toàn bộ vũ khí trang bị trong chiến dịch 935. Đây cũng là trận đánh Mỹ cuối cùng của bộ đội chủ lực ta ở Trị Thiên. Trước thất bại hiển hiện, đế quốc Mỹ đã điên cuồng ném bom miền Bắc, mở chiến dịch Lai Bắc Ke 2, giải thảm bằng máy bay chiến lược B-52 xuống thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và những thành phố, các khu vực đông dân cư khác, hòng uy hiếp và đè bẹp ý chí kháng chiến giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Mờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 1972, Trung đoàn 2 Sư đoàn 324 đã tấn công chiếm lại cao điểm 367, huyện Hải Lăng, góp chiến công cùng nhân dân miền Nam chia lửa cho miền Bắc. Trong và sau Hiệp định Paris, chiến trường vẫn không ngừng tiếng súng. Các trận chiến gắn liền với các địa danh không thể quên với cán bộ chiến sĩ sư đoàn. Bốn thôn Cổ Bi, Hiền Sĩ, Thượng An, Phò Ninh, Thanh Tân, Sơn Quả, Núi Sơn, Đồi Đức Mẹ, Khe Thai, Đồi Xanh, Đồi Đỏ, Tây Hải Lăng, địa đạo An Hô, đường 12. Trong năm 1974, Sư đoàn 324 đã lập nên những chiến công vang dậy: La Sơn, Mỏ Tàu, Đắc Pét, Thượng Đức. Trong mùa xuân năm 1975, vượt qua những mất mát tại điểm cao 303, trong đội hình quân đoàn 2, Sư đoàn 324 đã giành những chiến thắng to lớn trong chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng, có nhiệm vụ bảo vệ Huế-Đà Nẵng và là lực lượng dự bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn 324 trở về trực thuộc quân khu 4. Những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang theo dõi được Win Win Việt Nam ghi tại buổi gặp mặt các cựu chiến binh Sư đoàn 324 ngày 27 tháng 1 năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, một cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.